có chuyện gì vậy? Lâm Hơn ăn vạ. Ăn vạ cái trời, bố không đẩy cái đường này. Bắt phải đi theo cái đường ấy, đuổi theo con tô mà bố không đuổi theo, thế là ngồi ăn vạ. Lâm ơi, cứ rất là khổ đầm, khổ tâm lắm. Mẹ đẩy nè, mẹ đẩy nha. Đi, chúng ta đi thôi. Vậy thì vậy thì không thể khóc được nữa. Làm sao? Đường ấy thấy chưa? Phải chờ đường ấy. Được thôi, đi đường đi không à? Đường ấy thì đạp 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 đi. À rồi, để mẹ chờ chờ đường, đẩy đường đi nào. Đẩy đường đi mà. Trời ơi, lại quay đầu. Không thể chấp nhận. À đây, cầm tay đây. Phải quay đi hướng ấy cơ. À được rồi, quay đi hướng đấy này. Rồi, đi thôi. Thế thì im ngay. Rồi, im ngay. Ngay. À, chưa im đâu. Chưa im à, đi. Đường đi gồ ghê như thế này.